Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Ép chân được không cho bà đây? Được chưa? Đúng. Tôi khởi động cho em á. Để em ép chân nha. Em ép chân cái mới nào ép chân thì em. Tôi là buổi tiên. À, việc mà hỏi về châu đây thì là thế. Cái này thì mình kêu bằng. Em để ý. Em để ý cái hai cái này nó lên cái chỗ lạnh á. Em chụp dưới đúng không? Đúng rồi. Dưới đúng. Dưới đúng. Dưới đúng. Chụp. Đi chùm nóng ở đâu? Rồi, còn chùm lạnh ở đâu? Đúng giờ mới. Có cái gì mới rất lạnh nè. Ở trên nó đi nhưng mà còn điểm thấy anh thấy hai chân bằng chưa? Anh đẹp quay sao nào quay sao lần rồi thế. Bây giờ con nhớ nha. Đó. Mới có bấm xin thôi. Rồi. Rồi, cái chân này hết quẹo rồi. Chưa nóng hết quẹo rồi sao? Để đi vào rồi, cái tổng mà ra một kia bắt không. Để đi vào rồi. Hai chân thẳng rồi. Giờ nó thẳng rồi, hai chân thẳng rồi. Rồi, hết rồi, xong. Xong. Rồi, để đường rồi. Đâu đi qua đi lại coi. Rồi, khỏe rồi. Đó rồi. Rồi, quay lại đi em. Rồi, đi quay lại đi con. Quá học, em về giữa cho con. Tiếp vậy thôi. Đó, đi tiếp đi. Rồi, bây giờ mình chơi. Coi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.